của tao. Con phượng của tao. Bao lâu rồi? Thì từ lúc mày cặp con vợ của tao á. Mày ngủ với bồ tao. Thằng Văn Giang, mày là bạn hay là kẻ thù? Tại sao mày cặp bồ tao? Nó nói nó yêu tao. Mày tin đàn bà? Không tin đàn bà thì tin ai? Thằng Mắt Dài, tao cho mày chết. Tao cảm ơn mày. Tao nói chết mẹ đi chưa xong mày cho tao chết. Mày chết tao không có quan tâm. Tao chỉ quan tâm là khi mày chết ai trả tiền cho tao. Tiền nhiều đây là cái gì?